di chuyển vô trong một chút xíu, chúng ta sẽ đến với miền Nam Trung Bộ. Thì có cái thể loại hát bài chòi. Thì bài chòi thì thực ra nó có một thân phận khá là đặc biệt. Thì sau đây xin kính mời thầy. Bài chòi thật ra không phải là dân ca. Trước hết nó là một cái trò chơi. Thì có bài chòi nó chia ra. Thì trong đó chia ra nó để mỗi có nhìn lập ra 9 cái chòi. Rồi mỗi người ngồi trên chòi có 3 cái lá bài. Rồi có một cái anh hiệu là cái người có đủ hết 30 cái lá bài. Rồi rút ra anh ra mà kêu. Thì thay vì mà nói giống như chơi lô tô trong năm, là bởi vì khi bắt ra cái lá bài học trò thì đâu có không phải là nói là lá bài học trò, không phải nói vậy. Thì là đi hát là đi đâu cấp sách tối ngày cắt được tự cử nhân mà chẳng thấy tú tài cũng không này. Đi đâu mà cấp sách cấp hoài mà đi tới tú cử nhân chẳng thấy tú tài mà cũng không thì là học trò. Rồi nói chuyện này kia thì có đó là trò chơi. Rồi sau đó tới năm 1930 đó thì có cái phong trào kêu bằng từ đất lên vàng. Hồi đó hát thì ngồi dưới đất, sau lập cái vàng ngồi trên để cho người ta nghe. Rồi có một người mà ra hát nhiều vai, chẳng hạn như Thoại Khanh Châu Tuấn, mà cái người đó hát vừa hát là Thoại Khanh mà mẹ của Thoại Khanh mà hát luôn cả Châu Tuấn, một người hát 3 điệu thì chỉ có cái ra bộ khác nhau chứ còn một người hát thôi. Thì cái đó chúng tôi thấy rằng ở tại bên nước dân tộc Triều Tiên, và thứ nhất là ở miền Nam Triều Tiên ở Đại Hàn bây giờ còn hát cái bằng pansori, mà pansori đó trên thế giới người ta hoan nghênh là bởi vì một người đứng ra cầm có một cái quạt thôi mà xè cái quạt ra mà hát, rồi có một người đánh trống thôi, đánh trống ở trong pô, hai bên đối thoại nhau mà người ta nghe. Nhưng mà bên pansori nó có nhiều điệu thức, nhiều tiết tấu khác nhau, còn bài chòi nó có mấy điệu thức thôi, nó có mấy cái bằng hồi xưa đó là xuân nữ, rồi cổ bản, rồi có những cái bản cái điệu sàng xê, thì là tất cả mấy cái điệu đó đó. Rồi sau có những một vài điệu dân ca, thì bây giờ sau này mới có chuyển thể rồi đặt những cái điệu mới. Thì cái bằng dân coi như liên khu năm là dân ca bài chòi, thì bài chòi nó cũng tiến bộ theo cái thời cuộc, tiến bộ theo cái năm tháng, tiến bộ theo cái hoàn cảnh sống. Cái hồi trước liên khu năm đi ra Hà Nội, cho nên bây giờ bài chòi hôm nay nó có thể không biết là Quỳnh Hương cho nghe cái điều gì. Dạ thưa, cũng không có phải là thuần túy nó là một điệu bài chòi. Đây là một ca khúc được mang tên là Trách Phận của tác giả Nguyễn Hữu Ninh, đã được nhà báo Phan Bá Chức chỉnh biên lại thành một ca khúc viết trên điệu bài chòi. Và sau đây thì quý vị sẽ cùng thưởng thức bản Trách Phận này với 9 phần biểu diễn của nhà báo Phan Bá Chức ạ. Thân sao cho lặng lặng này, mình nè trách mình nè, số phận cho sao hiếm hiu cho mở thân tôi. Tôi cực khổ, tôi eo nghèo, nên vợ tôi nó không ở nữa mà nó theo cho nấu rau. Em ơi cho bây giờ mà em ở kia nào đều cho đỡ cho anh trong đứng nữa trong ngầu rượu canh phía cho hầu nào qua phố lỡ anh ấu chùa cho xuống đại lanh luôn nước ngọt cho quá hòn chùa anh mực nang cho bây giờ em không ngõ nữa em không ngàn đến trong nghèo nó cực khổ mà gian với nang nó cỡ hàng. Hầu nào em thất nghiệp em đi lang thang, anh thấy em nữa tội nghiệp cho anh mang anh nuôi rầy. Hầu nào em bán nước đá rồi anh đi mây, hai đứa mình chung sống mà chứ không biết ngày rồi mai sao. Cho hầu nào em bắt ốc rồi anh hai rêu ơi,
bây giờ em đỡ lại máu sầu nị ta qua hầu nào. Trái chuối chín cũng kén làm ba, trái cam tư cũng kén làm bốn nữa, trái cà cũng kén làm nem. Cho bây giờ em lấy nậu cho em ăn nem, em bỏ qua cho qua yêu mình, nem canh qua một mình. Anh bây giờ khoe mấy cái sầu cứ rùng rinh, cứ giọt lỡ sầu, giọt lệ tham như nước trong bình nó tuôn ra. Anh bây giờ như con cuốc nó kêu tù qua, nó lẽ đầu nó lẽ bàn, ui chú cha ơi là buồn. Thất nghiệp em đi lang thang, anh thấy em nữa tạo nghiệp cho anh mang. Anh nuôi rì hầu rào, em bán nước đá rồi anh đi mây. Hai đứa mình chung sống mà cho không biết ngày rồi mai sao. Cho hầu nào em bét óc rồi anh hai rêu rồi. Bây giờ em đỡ lại máu sầu nị ta qua hầu nào. Trái chuối chín cũng kén làm ba, trái cam tư cũng kén làm bốn nữa, trái cà cũng kén làm nem. Cho bây giờ em lấy nậu cho em ăn nem, em bỏ qua cho qua hiu quạnh, nem canh qua một mình. Anh bây giờ khoe mấy cái sầu cứ rùng rinh, cứ giọt lỡ sầu, giọt lệ tham như nước trong bình nó tuôn ra. Anh bây giờ như con cuốc nó kêu tù qua, nó lẽ đầu nó lẽ bàn, ui chú cha ơi là buồn.